mọi người, như mọi người đã thấy trên title video thì ngày hôm nay Tiki Connect và Chloe sẽ unbox những món đồ skincare và makeup mà Chloe vừa mới mua. Nói chung là sẽ có rất là nhiều đồ mỹ phẩm làm đẹp cho Tết mà Chloe vừa mới mua trên Tiki. Trong này thì sẽ vừa có đồ của Chloe, vừa có đồ Chloe mua cho em gái cũng như là mua cho vài bạn trong team của mình. Và đặc biệt nhất là Chloe cũng đã tranh thủ mua một vài món quà để mình có thể giveaway cho mọi người, xem như là một món quà mình tặng nhau đầu năm. Và đây cũng chính là một cái haul mỹ phẩm hàng mà Chloe nghĩ là tất cả các món đều có giá dưới 1 triệu hết, nếu không nói là dưới 700-800 gì luôn á. Và như Chloe đã nói từ đầu thì toàn bộ các sản phẩm Chloe đều mua trên Tiki, cho nên đây đều là hàng chính hãng. Và sắp tới đây ngày 11 tháng 1 này, Tiki sẽ có ngày hội mừng sinh nhật 12 năm và đón mừng năm mới có tên là Tiki Free Ship Mọi Đơn gửi trao ấm áp, cho nên sẽ có rất là nhiều ưu đãi như là hàng chính hãng nửa giá cùng với 12 tỷ coupon lên đến 1,2 triệu. Ngoài ra thì Tiki còn có chương trình free ship không đồng, cho nên mọi người có thể an tâm mua sắm hay là mua quà cho người thân bạn bè mà không cần lo về free ship đâu. Nhất là đặc sản của Tiki là giao chỉ trong 2 giờ, và Chloe mới biết một cái rất hay ho nữa là Tiki có giao xuyên Tết ở Hà Nội và Sài Gòn, cho nên sẽ rất là tiện đúng không? Ok, bây giờ thì Chloe sẽ cho mọi người xem là Chloe mua những gì, rồi đến cuối video sẽ là phần Chloe tặng quà cho mọi người nhé. Chloe cho mọi người xem cái thùng. Thật ra đây là cái thùng ở nhà Chloe, hàng dễ vỡ. And yes, it is. Bởi vì đây là đồ mỹ phẩm. Bởi vì Chloe mua cũng từ khá là nhiều hãng khác nhau. Và cái hôm mà Chloe có một cái shopping spree trên Tiki ấy, thì đó cũng chính là một buổi chiều mưa tầm tã, mưa như chưa bao giờ được mưa. Chloe không hiểu sao bây giờ gần Tết rồi mà Sài Gòn mưa như vậy. Cho nên là các gói hàng Chloe nó ướt nhem. Cho nên thế là Chloe đã unbox trước và chúng mình sẽ có... Đó, sneak peek trước thôi. Chloe nghĩ là mình sẽ bắt đầu với một cái món mà mình chưa dùng thử bao giờ, đó chính là mặt nạ giấy của Declairs. Lúc trước cái đây tầm 2-3 năm, Chloe rất là mê đó mặt nạ giấy luôn. Nhưng mà gần đây Chloe cảm thấy là mình bị bận quá hay sao á. Thế là Chloe có một đống mặt nạ giấy hết hạn ở trong phòng mình mà kiểu ngủ quá là tiếc. Nhưng mà tầm 1-2 tuần nay á, thì Chloe cảm thấy là mình đã quá mệt mỏi. Cho nên là đến tối ấy, lúc mà Chloe trước khi đi ngủ á, Chloe... Sao mình kể chuyện dài vậy ta? Và 1-2 tuần nay thì cái tần suất công việc của Chloe nó lên đến đỉnh điểm. Và Chloe nhận ra là tại sao trước khi đi ngủ buổi tối mình không dành ra tầm 10-15 phút để đắp mặt nạ. Thế là Chloe lại bắt đầu thích đắp mặt nạ giấy lại. Và... thôi được rồi, kể tới đó thôi. Nhưng mà yeah, đó chính là lý do vì sao lần này Chloe mua cũng khá mặt nạ. Và Chloe muốn thử mặt nạ giấy của Declairs. Bởi vì brand này Chloe dùng khá là nhiều sản phẩm skincare rồi, nhưng mà mình chưa có dùng qua mặt nạ giấy. Và đây chính là Rich Moist Soothing Tencel Sheet Mask. Nghe cái tên này thôi là cảm thấy đây là một cái mặt nạ giấy có thể nó sẽ rất là làm dịu da. Và cái thành phần Tencel này có vẻ sẽ khá là xịn và êm ái trên mặt. Chloe chỉ nghe vậy thôi. Cái mặt nạ này có giá là 62.000, nhưng mà Chloe mua lúc nó giảm 32%, cho nên là còn 42.000 thôi. Trong này sẽ có ceramide, aloe vera là lô hội, HA, có Centella Asiatica Extract, chính là có rầu má. Cho nên đây sẽ là một cái mặt nạ mà Chloe nghĩ mình sẽ dùng những lúc nào mà da cảm thấy rất là mệt mỏi, hoặc đang bị kích ứng, hoặc đang có mụn một chút. Có gì thì Chloe sẽ update trên story của mọi người ha. Sẵn tiện đang nói về Declairs thì Chloe có mua một cái blemish cream. Đây như là một cái kem nền vậy đó. Và trước giờ thì Chloe chưa biết đến sản phẩm này của Declairs, nhưng mà Chloe đã bị dụ với cái tên và cái tagline của sản phẩm này, nó quá là dễ thương. Như mọi người thấy ở đây, sản phẩm này có tên là Illuminating Super Blemish Cream SPF 40 PA 2+. Ở dưới này có một dòng chính là You look so wonderful just the way you are, be natural. Trong này sẽ có titanium dioxide nè, bởi vì cái này có SPF đúng không? Có niacinamide, có centella asiatica luôn. Cho nên sẽ là một cái sản phẩm mà dùng trên da mình nó sẽ khá là lành tính. Bao bì rất là kiểu neutral, rất là hiện đại. Bạn này khi mua sẽ không có option lượng màu, cho nên Chloe đoán là nó sẽ kiểu tinted. Hy vọng là phù hợp cho mọi màu da, mọi tông da. Tại sao vậy? Tại sao Trương mới về? Cái món khoai của Chloe không có gỡ được mọi người. Chloe vừa làm một cái hành động off camera để mà Chloe gỡ được cái miếng seal này ra, bởi vì nó quá là chắc. Và Chloe cắn. Và trong lúc Chloe làm, Chloe cứ sợ là mình sẽ xịt cái này lên để cho mọi người xem. Nói chung Chloe nghĩ đây là một dạng BB cream hoặc CC cream á. Wow, khá là mỏng nhẹ nha, cảm giác rất là dễ chịu luôn á. Và Chloe thấy tán bằng tay rất là dễ và vẫn không hiểu sao nó tiệp da Chloe luôn. Cho nên Chloe nghĩ là cái này á, nó sẽ không thể nào mà phù hợp với tất cả tông da. Như là những bạn mà dùng cushion tông tầm 21, 23 thì Chloe nghĩ là sẽ ok. Và đó chính là Claire's
Tiếp theo là một brand mà Chloe vừa mua đồ mình đã dùng rồi, cũng như là đồ mới luôn. Và cái món mà Chloe mua lại á, chính là cái Super Matcha Pore Cream Clay Mask này của Sun By Me. Lúc mà Sun By Me ra cái dòng này vào khoảng thời gian lockdown ở nhà được vừa rồi á, thì Chloe dùng thử dòng Super Matcha và Chloe khá là thích. Và cái sản phẩm mà Chloe thích nhất trong dòng đó chính là cái bản mặt nạ đất sét này. Bởi vì đây là một cái mặt nạ đất sét mà nó kết hợp với trà xanh nữa, cho nên nó tên là Super Matcha. Lần đó thì hãng gửi tặng cho Chloe vài sản phẩm, cho nên là Chloe không thấy cái hộp packaging vu vu bên ngoài này. Nhìn khá là xịn ha, rất là xinh. Bạn này thì cái hũ nhà Chloe mình đã dùng gần hết luôn rồi á. Trời ơi, nhìn cái hũ mới, nhìn nó mới quá. Cái hũ Chloe nó hơi có hơi dính đất sét một chút. Kiểu mỗi lần mình lấy á, bên trong nó sẽ như thế này. Có một cái cây để mà lấy mặt nạ. Texture của bạn này nó cũng không có bị quá là đặc, nó không có bị nồng mùi đất sét, mà nó sẽ thơm thoang thoảng mùi matcha, cho nên cảm giác sẽ rất là dễ chịu khi mà đắp trên da. Bởi vì sẽ có một số các loại mặt nạ đất sét mà nó sẽ hơi mạnh trên da, và loại này thì Chloe thấy là nó rất là vừa phải, nó rất là mịn, và Chloe đã review bạn này ở trên video của mình rồi, cho nên đây chính là một cái món repurchase, tức là Chloe thích nó thì mua lại á. Tiếp theo thì là hai sản phẩm mà Chloe chưa dùng bao giờ của nhà này. Đây là bạn Super Miracle Spot All Kill Cream. Đây là một cái gel chống mụn mà size nó khá là to ha. Đây là size 30ml thì không biết dùng bao giờ mới hết. Bình thường mấy cái gel chống mụn của Chloe 15ml Chloe đã dùng không hết rồi. Nhưng mà đối với gel chống mụn thì Chloe cảm thấy là mình nên thay đổi, bởi vì Chloe có cảm giác là dùng một loại hoài thì nó sẽ bị lờn á. Không hiểu lắm, nhưng mà nói chung là Chloe hay thích đổi qua đổi lại những cái gel chống mụn. Bạn này thì có AHA, BHA, PHA. Về thành phần thì đầu bản thành phần đã có tea tree nè, có centella asiatica, có salicylic acid. Nó là treo trong suốt kiểu như thế này nhá. Và cái kem chống mụn này giá trên Tiki đang là 256.000 là được giảm 27% nha mọi người. Và tiếp theo Chloe có mua một cái mặt nạ. Chloe nói rồi mình sẽ có nhiều cái mặt nạ giấy trong cái haul này. Đây chính là Tea Tree Calming Glow Luminous Ampoule Mask. Trong này cũng sẽ có tea tree là tràm trà, có centella asiatica và có khả năng làm dịu da, chăm sóc lỗ chân lông cũng như là dưỡng ẩm cho da. Cho nên Chloe nghĩ là bạn nào mà da đang có mụn thì cũng có thể thử qua bạn này ha. Tiếp theo thì mình nói luôn mặt nạ giấy đi. Chloe mua một pack mặt nạ giấy này của Mamonde, và đây là pack có 10 cái thì phải. Chloe dùng qua cũng khá nhiều đồ của Mamonde, nhưng mà Chloe cũng chưa bao giờ dùng cái mặt nạ giấy. Mặc dù nhà Amore Pacific thì Chloe đã dùng mặt nạ giấy của rất nhiều brand rồi, từ Innisfree cho đến Swissu. Và đây là một cái set mà Chloe nghĩ là mình sẽ rất là thích, bởi vì Mamonde thì nổi tiếng với cái thành phần từ hoa, cho nên là Chloe cảm giác là dùng cái pack mặt nạ giấy này á thì cái mùi hương của nó sẽ rất là thư giãn. Cái pack 10 miếng này sao nhiều vậy ta? 10 miếng không? 10 miếng. Cái pack 10 miếng này thì mình sẽ có tổng cộng bao nhiêu mùi hoa đây. Đầu tiên là Camellia, đầu tiên là hoa trà mọi người. Nghe cái tên là muốn thử rồi. Tiếp theo thì mình có Rose là hoa hồng. Xong rồi sẽ có Narcissus, đây chính là hoa thủy tiên. Và cuối cùng thì mình có Magnolia. Magnolia chính là hoa mộc lan. Mỗi loại thì mình sẽ có 2 đến 3 cái mặt nạ để mình có thể thử qua nhiều cái mùi, nhiều cái loại khác nhau. Nói chung Mamonde là một cái brand có research rất là kỹ về những cái tác dụng, hiệu quả của các loại hoa. Chloe mua khá là nhiều cũng là để Chloe tặng hoa cho một người dùng chung với Chloe đó. Sẵn tiện nãy giờ đang nói tới Centella Asiatica thì Chloe có mua một sản phẩm của Skin 1004, và đây cũng là một cái repurchase. Đây chính là Madagascar Centella Air Fit Sun Cream Plus. Đây là cái phiên bản mới hơn gần đây, và đây là cái chống nắng vật lý, nhưng mà Chloe nhớ là nó không có hề để lại vệt trắng trên da, cho nên là Chloe rất là thích. Và Chloe cũng đã influence hai bạn trong team của mình dùng theo mình cái này luôn. Cái này thì không nhớ là phiên bản trước nó có như vậy không, nhưng mà cái này Chloe cảm thấy là nó có hơi tinted rất là nhẹ, và nó làm đều màu da thôi. Khi mà tán ra thì cảm thấy cái màu nó còn rất là ít, chứ không phải như cái blemish cream hồi nãy. Texture mình rất là thích, nó rất là mỏng nhẹ và cảm giác rất là ráo luôn á. Cho nên là bạn này dùng thì mình sẽ không sợ là nó sẽ bị bóng dầu hay là bị đổ dầu. Love. Rồi, mấy giờ rồi? 10:30 rồi. À đây, chính là cái pack mặt giấy mà Chloe mua để mọi người dùng chung với Chloe. Từ chiếc thùng mua từ Tiki này thì chúng mình có một cái bảng mắt của BBIA. Thôi cầm đúng gì vậy? Thôi cầm ngược phải không? BBIA. Đây là một brand mà Chloe khá chắc là mình chưa bao giờ dùng qua luôn. Thì lúc mà Chloe thấy hình cái bảng này thì Chloe khá là ấn tượng. Đây là một cái bảng nhìn rất là xinh xắn, trendy, đến từ BBIA. Bảng này thì nó sẽ có những cái ô màu nhìn khá là lạ. Chloe chưa bao giờ thấy một cái bảng mắt nào mà trong cái ô màu của nó có những cái design
khác nhau như thế này, nhìn rất là xinh. Và Chloe nghĩ bản này sẽ phù hợp để dùng vào những lúc mình đi tiệc tùng, lễ hội, party. Bởi vì trong này sẽ có những cái texture khác nhau, từ matte nè, cho đến glitter và shimmer. Cái glitter này có vẻ rất là nhiều luôn á, và khá là mềm. Cái màu glitter này đụng vô nó cũng mềm như bơ. Oh wow, cả màu lì cho đến là cái mấy cái glitter, mấy cái kim tuyến này nó cũng rất là pigmented. Mặc dù cái này Chloe nghĩ là chắc là phải dùng một cái primer hay gì đó để nó stick, tại vì nó hơi di chuyển nè, mọi người thấy không? Nhưng mà nó lên màu đẹp ha, và thấy rõ cái nhũ luôn. Cái màu nhũ bên này thì nó mịn hơn một chút. Cái bản này chỉ có giá là 370.000 thôi. Chloe thấy đây là một cái giá rất là hợp lý. Chắc là vì kim tuyến dính. Có hơi là nhiều sự kim tuyến dính trên tay Chloe mà hơi khó để lau ra nha mọi người. Đây là first review. Chloe mua hơi nhiều đồ của Merzy. Nói chung là Chloe cảm thấy Merzy dần dần trở thành một trong những brand Hàn Quốc mà Chloe rất là thích. Và trước giờ thì Merzy hay tặng Chloe son, cho nên lần này Chloe muốn thử những cái món khác của Merzy nữa. Cho nên Chloe có mua đầu tiên là một cái mascara chân mày cho mình. Đây là the first proof brow mascara màu số 3 caramel. Và Chloe cảm thấy là trong những cái đồ makeup của mình á thì mình còn hơi thiếu một cái mascara có màu cho chân mày. Bình thường thì Chloe sẽ chỉ dùng những cái gel trong suốt thôi, nhưng mà đôi khi sẽ có những cái makeup look mà mình sẽ muốn cái chân mày của mình nó màu sáng hơn một chút chẳng hạn. Hoặc là hôm nào mà lỡ dùng một cái cây chì kẻ màu mà nó hơi đậm hơn một chút á thì mình có thể fix bằng cách là mình dùng những cái mascara chân mày nó có màu, nó tinted, để mà mình phủ một cái lớp màu trên lông mày của mình. Tiếp theo Chloe cũng mua hai món chim gái Chloe là Berry, bởi vì Berry cũng đã đến tuổi dùng đồ makeup rất là nhiều và cứ lâu lâu cứ qua hỏi là hai ơi hai có mascara không, hai ơi hai có eyeliner không. Nhưng mà eyeliner mà Chloe dùng thường sẽ là chì kẻ chân mày. Berry thì thích dùng những cái eyeliner nước, cho nên là Chloe mua một cái Bite the Beat Pen Eyeliner Flex. Xin phép unbox dùm Berry. Cái chuyện khá là xinh. Khá là sắc nét nha. Wow, rất là pigmented. Màu mà Chloe mua là màu Heart Black. Và Chloe cũng mua một cái Volume Perm Mascara nữa. Mascara thì phải dùng rồi mới review được, bởi vì lông mi mỗi người nó mỗi khác. Tiếp theo quay lại với Chloe thì Chloe có mua má hồng cũng như là màu mắt của Collection Heritage. Đây là cái collection mà Chloe cảm thấy nó rất là phù hợp với Tết, bởi vì từ cái packaging cho đến những cái tông màu nó khá là Á Đông á. Và vừa rồi khi mà collection son này ra mắt thì Chloe cũng có chọn một màu để mà Chloe swatch trong cái video Swatch Summer Z cách đây vài tháng của Chloe. Cái tông màu của dòng này cùng với cái tên Heritage là kiểu nhìn vào là thấy Tết. Chloe mua hai màu, đây chính là màu Terracotta, màu BL2. Có một màu nữa là màu BL3 là Burnt Sienna. Mịn phết á, và đây chính là cái tông màu mà Chloe rất ít khi có. Thật ra cả hai màu này Chloe mua đều là hai màu mà mình ít có, cho nên là Chloe muốn mua thì đây sẽ là một cái màu rất là tự nhiên, kiểu sun kissed, kiểu hơi rám nắng một chút. Thông thường thì Chloe sẽ có những cái màu má hồng kiểu tông hồng nhiều hơn, tông hồng và tông coral. Thì đây là một cái mình có thể dùng cho những cái makeup look nào mà nó no. Đây là Burnt Sienna thì nó hơi nghiêng về đỏ đất hơn một chút. Hai màu má hồng của Heritage Collection. Chloe rất là tâm đắc với hai cái màu này bởi vì mình chưa có. Đó. Chưa xem. Sao vậy Chloe, bình tĩnh Chloe. Trên camera thì Chloe nghĩ là màu nó sẽ bị nhạt hơn ở ngoài á. Nhưng mà đây là cái màu đậm hơn nè. Và đây là cái màu nhạt hơn. Đây là Burnt Sienna và đây là Terracotta. Tiếp theo Chloe mua hai bản mắt đến từ Merzy nữa. Nhưng mà bản này thì Chloe sẽ không có mở ra, bởi vì đây là bản mà Chloe sẽ giveaway. Và Chloe sẽ mở cái bản Heritage này. Cái bản này như cũng có vài màu á. Và màu Chloe mua là SP2 Warm Camellia. Đẹp phết, và Chloe không biết là Merzy có tính toán đây là năm có hổ không? Tại vì collection này ra cũng từ giữa năm 2021 rồi thì phải. I am your wildest dream. Đúng là một cái collection rất là đỏ đất, rất là nâu. Đây là bản SP2 Warm Camellia và đây sẽ có những cái màu từ matte và có một cái màu có nhũ. Ui. Bản này thì Chloe thấy hai cái màu đầu tiên thì nó hơi nhạt, cái màu đầu tiên là nó siêu nhạt luôn. Cho nên Chloe nghĩ là mình sẽ dùng để blending hoặc là làm cái lớp đầu tiên là chính. Và cuối cùng chúng mình có một cái brand Hàn Quốc nữa, bởi vì đây là một cái home mỹ phẩm Hàn. Và đây chính là một cái brand khá là quen thuộc,
Nhưng mà Khởi cũng mua một số đồ mới mà chưa dùng. Đầu tiên nói về món dùng rồi đi. Một món repurchase mua lại. Đây chính là Pore Blur Pack của Innisfree. Đây là một cái phấn phủ không màu mà Khởi thấy chiêu dùng và chiêu dụ Khởi dùng và Khởi khá là thích bạn này. Một cái về bạn này á, đó chính là nó có một cái miếng bông rất là tiện lợi ở trong như thế này để mình có thể mang cái này theo và dặm trong ngày. Cái này thì nó rất là mịn nha. Thật ra nó không màu thì cũng không hẳn đúng, bởi vì Khởi cảm thấy là nó có làm da mình nó hơi sáng hơn một chút, nhưng mà ý là nó sẽ không có thêm độ che phủ á, nó chỉ sáng hơn xíu thôi. Tiếp theo là một món đắt nhất trong cái haul lần này, nhưng mà Khởi thấy cái kem dưỡng này được đánh giá rất là cao thì gần đây cho nên Khởi cũng muốn thử. Đây chính là Black Tea Youth Enhancing Cream Reset Concentrate Night Care Solution. Cho nên đây sẽ là một cái kem dưỡng mình sẽ dùng vào ban đêm. Và đây chính là cái kem dưỡng ngăn ngừa lão hóa có chiết xuất từ trà đen. Packaging của bạn này xịn phết. Bạn này thì có giá là 800.000, nhưng mà đang được tặng kèm một cái set sản phẩm mini cùng dòng nữa. Nhưng mà Khởi lại không có để trong cái hộp này mất tiêu rồi, Khởi đang để đâu á. Các sản phẩm skincare mùa trà Khởi rất là thích, kiểu cảm giác vỗ lên da mà giống như là kiểu mình đi uống trà rất là thư giãn. Cảm giác nó dẻo dẻo, không có bị dày đâu nha mọi người. Cảm giác cái này dùng ban đêm sẽ rất là thích. Nó không hẳn là quá mỏng nhẹ, nhưng mà Khởi nghĩ là nó cũng nằm giữa gel cream và cream á. Tức là nó sẽ dày hơn gel cream một chút, nhưng mà nó sẽ không quá dày đến mức mà da hỗn hợp hay là da dầu không thích. Và cuối cùng thì là một sản phẩm khá là rẻ. Hình như cái chai xịt khoáng này chỉ có giá là 140.000 thôi. Và cái size này thì rất là tiện để mà có thể mang theo bên mình, mang trong túi. Đây là Green Tea Mist của Innisfree. Có một đợt Khởi dùng mist của Innisfree khá là nhiều, xong bẵng một thời gian Khởi quên mất. Nhưng mà một điều mà Khởi nhớ là bởi vì đây là Green Tea Mist cho nên nó sẽ có mùi trà xanh rất là dễ chịu. Chứ nó không chỉ đơn thuần là một cái xịt khoáng cấp ẩm và làm mát da. Mùi nó quá là thích luôn mọi người. Và cái vòi xịt này có vẻ là êm ái nha, kiểu nó hơi phun sương á. Khởi approve cho 140.000 thì đây là một cái xịt khoáng tốt. Và đó chính là toàn bộ các sản phẩm trong haul mỹ phẩm hai lần này mà Khởi mua được trên Tiki. Và trước khi kết thúc video này thì như đã hứa ngay từ đầu thì Khởi có một vài phần quà như là quà Tết mà Khởi muốn gửi tặng cho mọi người để cho Tết năm nay nó vui hơn một chút. Và Khởi sẽ có 3 phần quà dành cho 3 bạn may mắn chia sẻ với Khởi ở trong phần comment là điều gì bạn cảm thấy đáng nhớ nhất trong năm 2021. Khởi nghĩ mặc dù 2021 có rất là nhiều khó khăn, có rất là nhiều thứ chúng mình không làm được, những cái dự định dang dở vì những cái lần lockdown, nhưng mà khi nhìn lại thì Khởi nghĩ 2021 thật sự là một năm rất là thú vị. Cho nên Khởi cũng hy vọng là qua cái câu hỏi giveaway này của mình thì cũng giúp mọi người nhìn lại một năm 2021 và sẽ cho bản thân nhiều credit hơn và kiểu tự công nhận những cái điều bản thân mình đã làm tốt được rồi á. Bởi vì nhiều lúc chúng mình sẽ rất là khó khăn bản thân, kiểu nghĩ là mình không làm được gì trong khi mình đã làm được rất là nhiều thứ. Cho nên là Khởi lại nói hơi nhiều rồi. Mọi người hãy xem chi tiết thể lệ giveaway trong phần description box nha. Và ba bạn may mắn mỗi bạn sẽ nhận được một phần quà như thế này. Trong này thì sẽ có vài món mỹ phẩm, các hộp sẽ không giống nhau nha. Ví dụ như hộp này sẽ có một cái mặt nạ đất sét mà Khởi rất thích ở Somami, xong rồi sẽ có một cái bảng mắt của Merzy và sẽ có vài miếng mặt nạ trong này. Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết rồi cho nên Khởi hy vọng là bạn sẽ kịp sắm sửa những món mình thích để có một cái Tết thật là vui. Và nếu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe channel Khởi ở đây nha. Khởi sẽ gặp mọi người ở video lần sau. Stay gorgeous.